Hồng ơi, hôm nay là ngày 1 tây tháng 12 năm 2021. Chị Phương Linh Mỹ Tho xin đại diện em nhóm em Ly Võ cùng với em Lê Hạnh lần thứ hai gửi cho em 300.000. Tại vì hôm trước chị có đại diện hai em này gửi cho em 300.000 rồi, thì bữa nay chị xin đại diện gửi tiếp cho em lần hai. Cái đợt dịch cho nên là bây giờ chị cái phần này là hai em này muốn trợ duyên cho những người bị suy thận ha. Đúng ra là chị gieo duyên cho em qua một tour rồi là thôi, nhưng mà thấy cái đợt dịch này thì cũng khó khăn á, cho nên chị xin đại diện hai em, em Lê Hạnh và em Lê Võ trao tiếp cho em lần này nữa là lần thứ hai là 300.000 để em có tiền em đi chạy thận ha. Cảm ơn em nhiều nha, Hạnh với em bé Ly. Đây là em Hồng, em gì tên gì quên này, Trần Thị Ánh Hồng. Em bị suy thận mãn, địa chỉ em ở là em thuê phòng trọ ở ấp 1 xã Mỹ Phong, ý xã Đào Thạnh ha, ấp 1 xã Đào Thạnh. Thì vừa qua chị Linh có đại diện hai em trao cho em Hồng hết một lần rồi, thì hôm nay Linh xin đại diện trao cho em Hồng lần nữa để Hồng có tiền đừng đi trị bệnh hết cưng. Rồi hai Linh cảm niệm công đức em rất là nhiều. Bye bye nha. Chị Lê Võ với chị Lê Hạnh đã hỗ trợ cho em cái tiền này cũng mang lên. Rồi hai chị đi nha. Ở đây đây một dãy nhà trọ ở đây. Cảm ơn chị Linh đã. Rồi chị đi nha.